Đây, chiếc máy cắt cỏ của mình này các bạn ơi, mình cũng đã sắp hoàn thành rồi này. Rất chi là nhẹ nha các bạn ơi. Mình khả năng mình cho vào cái ắc quy này cho nó mạnh. Mình sẽ thử vào cái này cho các bạn xem nha. Mình sẽ cắt mấy tờ giấy này các bạn xem. Đấy, các bạn thấy hay không? Đây nha các bạn ơi. Như vậy là máy cắt cỏ của mình đã kết thúc nha các bạn ơi.